Ngày 26 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học, tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc và học viên đoạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia quốc tế năm học 2022-2023. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Năm học 2022-2023, các học viện nhà trường quân đội có 1.486 đề tài sáng kiến chuyên đề khoa học của học viên được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tế, tăng 295 sáng kiến chuyên đề khoa học so với năm học 2021-2022. 172 công trình khoa học tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 23, trong đó có 109 công trình đoạt giải đoạt 269 giải trong các kỳ thi Olympic cấp quốc gia quốc tế, trong đó có 49 giải nhất, 69 giải nhì, 136 giải ba, 15 giải khuyến khích. Thay mặt Quân ủy Trung ương lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học cũng như thành tích tham dự các kỳ thi, hội thi toàn quân toàn quốc của học viên các trường quân đội năm học 2022-2023, đặc biệt là 103 học viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc và đoạt giải nhất các kỳ thi quốc gia quốc tế năm học vừa qua. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng biểu dương các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhiều năm qua đã đóng góp to lớn đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong quân đội. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng kết quả và thành tích trong khóa học vừa qua mới chỉ là bước đầu. Do đó, trên cương vị công tác mới, từng đồng chí cần xác định tốt động cơ, trách nhiệm, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thậm chí là gian khổ, tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, vận dụng sáng tạo kiến thức đã được trang bị vào thực tế công tác của mình mỗi đồng chí cần phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, của quân đội và của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão khát vọng, tiếp tục học tập rèn luyện để công hiến tài năng, trí tuệ, công sức của mình trong xây dựng cơ quan đơn vị, xây dựng quân đội và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tuyệt đối tránh tư tưởng thỏa mãn, dừng lại hoặc tự cao tự đại trong quá trình sinh hoạt, công tác. Tại lễ tuyên dương, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 18 học viên tốt nghiệp thủ khoa, 50 học viên tốt nghiệp xuất sắc và 35 cá nhân đoạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia quốc tế năm học 2022-2023.